Trúc Nguyễn mua bán nhà Nam Cali xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ trở lại với thành phố Westminster nha các bạn. Nhà gồm có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng hơn 1.600 square feet và lot size rộng hơn 6.700 square feet các bạn. Nhưng cái giá họ đang cực kỳ hấp dẫn, đó là 880.000 thôi. Thì các bạn cũng biết ở thành phố Westminster, nếu mà nhà 4 phòng ngủ mà cái plan rộng hơn 1.500 square feet thì rất là hiếm các bạn, thường nhà chỉ chừng 1.300-1.400 thôi. Mà cái plan này hơn 1.600 square feet, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm mà họ đang chỉ có với cái giá là 880.000. Mà Westminster bây giờ các bạn tìm được thì cái giá đó đâu đó cũng phải là hơn 900.000 đúng không nè. Những căn nhà mà dưới 900.000 đó các bạn hầu như là mình vô mình phải sửa chút chút nữa các bạn. Nhưng mà căn nhà này á, là chút vô chút thấy là cái sườn, cái frame của nó rất là cứng cáp. Bạn không có cần phải trả nhiều tiền để remodel, mà mình chỉ cần mình sơn lại và thay cái sàn lại. Nếu mà mình có thêm budget nữa thì mình có thể mình remodel lại kitchen hoặc là restroom. Chút thấy là bạn cũng không cần phải bỏ nhiều tiền vào để mà remodel căn nhà này đâu các bạn, bởi vì cái frame nó rất là cứng cáp, chủ nhà giữ cái căn nhà này rất là sạch sẽ, 4 phòng các size đều rất là ok. Căn nhà này Chúc bảo đảm với các bạn cũng bán rất là nhanh thôi, cho nên nếu mà bạn nào mà có nhu cầu mua nhà ở thành phố Westminster hoặc là thích xem căn nhà này, xin liên lạc với Chúc số điện thoại 714-797-4118, 714-797-4118. Bây giờ không chần chờ gì nữa các bạn, Chúc mời các bạn vào để xem căn nhà này nhìn như thế nào nha. Thì khu vực này á, nó nằm gần Freeway 22, gần DMV, gần Westminster Highway for sure, rất là gần trường học luôn các bạn. Các trường học thuộc thành phố Westminster đa số là các trường học thuộc hàng top grade không à. Khu vực rất là yên tĩnh, đậu xe thoải mái luôn nha các bạn. Giờ mình đi vào nhà nha các bạn. Thì chỗ này là để được một chiếc xe có mái che luôn nè. Phía bên này là cái cổng đi vào. Rồi mình vào nhà nha. Nán nán lại chút xíu, đây là phía trước sân. Thì các bạn thấy không gian cũng rất là rộng rãi mà private nữa. Chúc mời các bạn vào nhà nha. Thì liền với phía bên tay phải là một phòng đầu tiên. Phòng này cái size cũng khá là ok đó các bạn. Cửa sổ rất là cứng cáp, còn mới lắm. Mình chỉ cần mình thay thảm, mình sơn lại và mình làm cái dàn đèn lại để cho nó sáng sủa. Cái phần closet á, thì mình gắn lại cửa, vậy là xong. Phía bên tay trái á, là phòng master. Bước vô đầu tiên là cái restroom, phía sau lưng là phòng ngủ. Thì các bạn thấy đây là cái phòng này mình để king size là vô tư, cửa sổ rất là to, cứng cáp sạch sẽ, còn mới lắm các bạn. Phòng master này không có walk-in closet nhưng mà nó có hai cái closet, anh một bên và em một bên, để đồ cũng rất là thoải mái luôn nè. Phía trong này á, là cái bathroom, master bathroom các bạn. Thì các bạn thấy rất là sạch sẽ. Nếu mà mình không muốn mình cái budget mình vừa đủ á, thì mình chỉ cần mình deep clean, mình thay lại một số thứ cần thiết giống như là cái vòi sen hoặc và cái toilet. Như vậy là nó cũng đã mới rồi các bạn. Đây là living room nè các bạn, cái size rất là rộng. Nếu mà các bạn muốn thì mình có thể mình làm lại cái fireplace cho nó more, nhìn nó modern chút xíu. Rồi mình đi sàn mới lại nè, làm hệ thống reset lighting. Là cái living room này có một bộ mặt hoàn toàn mới, sáng sủa ra. Còn mình đi phía vào trong này nha các bạn ha. Thì phía trong này các bạn thấy á, cái bathroom thứ hai á, là có hai sink lận nè. Cái không gian của cái bathroom thứ hai này rất là rộng. Bên tay trái của Chúc á, là một cái phòng ngủ thứ ba. Cái phòng này cái diện tích Chúc nghĩ là nhỏ nhất ở trong căn nhà này. Nhưng mà nói nhỏ chứ nó cũng nhìn rất ok nè các bạn thấy không. Đó, mình đứng ra mình thấy cái closet là to ghê chứ, này oversize closet luôn đó các bạn.
thì mình qua bên phải là cái phòng ngủ thứ tư. Cái phòng ngủ này để queen size là vô tư luôn nè các bạn. Nhà rất là sạch sẽ, mình chỉ cần mình thay cái sàn mới lại, mình sơn mới lại là cái nhà nhìn nó khác ngay à. Mà phòng này được luôn có hai cái closet để đồ thoải mái luôn nha các bạn. Còn phía sau này là cái phòng laundry. Các bạn thấy không? Mình chỉ cần mình clean up sơ sơ là nó đẹp rồi. Phía sau này là cái garage 2 xe. Đây là vẫn còn mấy cái kệ để đồ, chứ mình clean up là đậu 2 xe vô tư luôn. Mình sắp xếp lại các chỗ để mình để đồ nữa, vô tư thoải mái luôn các bạn. Đây là không gian bếp nè các bạn, rộng rãi thoáng mát ghê chưa? Rộng lắm. Rất là nhiều cabinet để bạn để đồ luôn. Không gian phòng ăn này á, là bạn để cái bàn 6-8 người là vô tư. Cái phần bếp này á, nếu mà các bạn muốn remodel còn không cũng được luôn nữa. Bây giờ mình đi ra ngoài nha. Cái diện tích đất á, thì 6.700 square feet, cho nên các bạn thấy nè, nó cũng rộng rãi. Nhưng mà nếu mà bạn nào muốn xây ADU thì mình phải xây ADU cái loại attached chứ không có xây detached. Chút nghĩ không có đủ đất để mình xây cái detached đâu. Nhưng mà đất được chủ nhà, như Trúc nói là chủ nhà giữ rất là kỹ. Landscaping là cắt cỏ đâu đó gọn gàng, ngăn nắp luôn, các bạn thấy không? Các bạn thấy căn nhà này như thế nào nè? Rộng rãi, thoáng mát. Nó chỉ có hơi cũ một xíu thôi đúng không? Mình không bỏ quá nhiều tiền để mình sửa căn này đâu các bạn. Nếu các bạn thích căn nhà này hoặc muốn tìm những căn nhà ở miền Nam California, xin gọi cho Trúc Nguyễn số điện thoại 714-797-4118. Bên Trúc cũng có nhiều anh chị làm loan rất là giỏi, kinh nghiệm, tận tâm, uy tín, sẽ tìm ra được những cái chương trình loan phù hợp nhất cho các bạn. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui, an lành bên gia đình và người thân của mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Bye bye!